Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Way Cartoon. Mỗi lần xem Ben 10, tớ đều vô cùng mong chờ đến những phân đoạn Ben sử dụng chiếc đồng hồ của mình để biến thành những alien và chiến đấu với những đám phản diện. Và dù hầu hết là người ngoài hành tinh, nhưng những alien của Ben lại có ngoại hình vô cùng bắt mắt và không hề đáng sợ một chút nào cả. Ngoại trừ có một alien mà tớ phải sởn gai ốc mỗi khi Ben sử dụng đến nó. Và tớ đang muốn nói tới Ghostfrick. Ngày hôm nay thì hãy cùng với Way to Way Cartoon tìm hiểu về alien cực kỳ quái dị này nhá. Let's go! Trước khi bắt đầu video, chúng tôi có một thông báo nho nhỏ rằng Fanstore đang có chiến dịch sale từ ngày 27 tháng 6 đến hết ngày 4 tháng 7 với những mẫu áo cartoon vô cùng cute. Các cậu hãy nhanh tay truy cập theo đường link phía dưới phần bình luận để sắm cho mình những mẫu áo tuyệt đẹp nhé. Ghostfrick là một alien được tổng hợp từ DNA của giống loài Ectonurid thuộc hành tinh Anophidus. Đây là một giống loài khá đặc biệt. Khi khác với hầu hết những giống loài alien khác, cơ thể của chúng có thể chuyển đổi giữa dạng vật lý và linh hồn. Ghostfrick cũng không phải là ngoại lệ. Sinh vật này là một dạng sống tâm linh, có cơ thể gần giống như linh hồn vậy. Ở dạng bình thường, Ghostfrick có một lớp da bên ngoài màu xám xịt cùng những đường gân đen trải dài khắp cơ thể. Hắn chỉ có một con mắt duy nhất, nhưng nó có thể di chuyển tự do trên những đường gân này. Sở dĩ tôi nói rằng ở dạng bình thường vì hắn ta có một dạng nữa kinh dị hơn rất nhiều. Khi lớp da xám bên ngoài được cởi bỏ, nó sẽ lộ ra bên trong là một đống những xúc tu sọc đen trắng cùng một hình dạng vô cùng kỳ quái. Tuy không được chứng kiến trong series gốc, nhưng sang đến Alien Force, có thể thấy hình dạng thực sự của Ghostfrick là gần như tương đồng hoàn toàn với tên phản diện Z-Scare. Làn da của hắn lúc này có màu tím, những chiếc vuốt ở tay trở nên sắc nhọn hơn, phần đuôi thì có những đường kẻ sọc đen trắng giống như những chiếc xúc tu mà tớ vừa đề cập phía trên. Và kinh dị nhất chính là giờ đây, hắn đã để lộ ra phần đầu lâu quay ngược 180 độ. Ở những series Ben 10 khác, ngoại hình của Ghostfrick cũng có những thay đổi nho nhỏ để phù hợp với phong cách hoạt họa của phim. Điển hình nhất như trong series Omniverse, sinh vật này có phần mảnh khảnh hơn, nước da bên ngoài cũng ngả xanh, cùng với những xiềng xích ở cổ, bụng và tay của hắn. Nhưng dù ngoại hình của hắn có thay đổi như thế nào, thì vẫn luôn giữ được một nét đáng sợ, rùng rợn và có thể khiến chúng ta phải sợn gai ốc mỗi khi nhìn vào. Một điều thú vị ở Omnitrix đó là, mỗi khi Ben biến thành bất kỳ một alien nào, cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi tính cách đặc trưng của alien và giống loài đó. Ví dụ như khi Ben hóa thân thành Four Arms, tính cách của cậu sẽ trở nên đơn giản và cục súc hơn. Hay khi hóa thân thành Grey Matter, cậu bé sẽ trở nên thông minh và điềm tĩnh hơn rất nhiều. Và Ghostfrick cũng không phải là ngoại lệ. Trong suốt series gốc, Ghostfrick đều tỏ ra là một alien vô cùng xảo quyệt, ma mị, giống hệt như tên phản diện đồng loạt của hắn. Điều này khiến cho sinh vật này trở thành một trong những alien vô cùng nguy hiểm để sử dụng. Nếu như Ben hóa thành Ghostfrick mà không kiểm soát được tâm trí, chính cậu sẽ bị sinh vật này nhốt trong vỏ bọc ma quỷ và không thể hóa hình lại hay là thoát ra được. Khác với hầu hết những alien khác của Ben sử dụng sức mạnh vật lý hoặc năng lượng, bản thân là một dạng sống tâm linh thì sức mạnh của Ghostfrick đều dựa trên bản chất của những con ma truyền thống mà chúng ta đã quá quen thuộc ở trong nền văn hóa đại chúng như khả năng bay, khả năng biến đổi linh hoạt dạng chất của cơ thể để có thể trở nên vô hình và di chuyển xuyên qua vật thể rắn. Và sức mạnh mà tớ đánh giá là quan trọng nhất, đó chính là hắn có thể thâm nhập và chiếm hữu cơ thể của người khác. Không chỉ đơn giản là kiểm soát tâm trí, Ghostfrick còn có thể điều khiển cơ thể của kẻ mà hắn nhập vào và di chuyển tùy theo ý thích. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đây lại là một trong những quyền năng mạnh mẽ nhất mà một sinh vật có thể sở hữu. Hắn ta hoàn toàn có thể nhập vào nạn nhân, kéo cơ thể của họ lên không và đập mạnh xuống đất hoặc vào tường. Hay tàn nhẫn hơn, dù chưa bao giờ và sẽ không bao giờ được đưa lên một series hoạt hình dành cho trẻ con như Ben 10, nhưng về lý thuyết, hắn ta hoàn toàn có thể nhập vào nạn nhân và khiến cho họ tự kết liễu bản thân mình. Ngoài ra, khi kiểm soát một ai đó, Ghostfrick có thể tùy ý sử dụng toàn bộ sức mạnh, khả năng và siêu năng lực của họ, như trường hợp mà hắn đối đầu với Darkstar. Đó chính là lý do vì sao tớ lại đánh giá quyền năng của alien này cao đến như vậy. Có thể nói, sức mạnh của Ghostfrick là vô hạn. Đối thủ của hắn càng mạnh thì tiềm năng của hắn càng lớn. Khả năng biến đổi dạng chất của cơ thể cũng là thứ làm nên tên tuổi của Ghostfrick nói riêng và hầu hết những con ma từng xuất hiện trên màn ảnh nói chung. Với khả năng này, sinh vật ma quỷ có thể khiến cho bản thân mình thay đổi linh hoạt giữa dạng vật lý, dạng trong suốt và dạng tàng hình, giúp cho hắn dễ dàng ẩn thân khỏi nguy hiểm hay xâm nhập vào những địa điểm có mức độ an ninh cao. Khả năng này của Ghostfrick không nhất thiết phải ở toàn bộ cơ thể, mà hắn ta hoàn toàn có thể kiểm soát nó ở bộ phận nào đó để phù hợp với hoàn cảnh chiến đấu. Điển hình như việc cầm nắm hoặc tấn công kẻ địch khi vẫn duy trì được phần cơ thể ở dạng tàng hình. Cũng giống như khả năng nhập hồn, việc biến đổi dạng chất cơ thể của Ghostfrick
có thể sử dụng theo một cách chết chóc hơn rất nhiều. Hãy thử tưởng tượng con ma này xuyên bàn tay của hắn vào trong bụng của bạn, rồi biến trở về dạng bình thường, sau đó lôi những gì ở bên trong đó ra đi. Làm gì có ai sống sót được sau đòn tấn công như vậy phải không nào? Thực ra, cách sử dụng này đã được thể hiện phần nào trong series Ben 10, khi mà có lần, Ghost Rick đã dùng nó để khiến cho Tom Skrull đột quỵ. Ngoài việc tự biến đổi, Ghost Rick cũng hoàn toàn có thể khiến cho đồ vật hoặc người khác biến thành dạng tàng hình như bản thân hắn thông qua tác động vật lý. Khả năng này đã từng được minh họa lên tên phản diện Z-Scare. Như đã đề cập trước đó, bên dưới làn da xám xịt của Ghost Rick là một loạt những xúc tu sọc đen trắng vô cùng kinh dị. Trong hầu hết mọi trường hợp, hắn ta sẽ sử dụng chúng như những đòn tâm lý để đe dọa và khiến đối thủ của hắn phải khiếp sợ. Không những thế, việc mà những xúc tu này có thể mọc dài và trở nên sắc nhọn thì Ghost Rick cũng hoàn toàn có thể sử dụng chúng như những vũ khí cận chiến để tấn công kẻ thù. Ngoài những xúc tu thì ẩn bên dưới lớp vỏ bọc còn có một con mắt, nhưng nó lại thường xuyên được lộ ra thông qua kẽ nứt màu đen chạy dài xung quanh cơ thể của hắn. Ghost Rick có thể tự do di chuyển con mắt dọc theo kẽ nứt này, khiến cho tầm nhìn cũng như giác quan của hắn trở nên vô cùng nhạy bén và khó lòng có ai có thể đánh lén tên ma này được. Việc bản thân là một con ma gắn liền với những gì tâm linh, u ám và chết chóc khiến cho Ghost Freak luôn mang xung quanh mình một thứ tử khí lạnh lẽo và khiến cho người ta phải lạnh tóc gáy mỗi khi hắn lại gần hay đi xuyên qua người. Nếu như các cậu không biết, thì lớp da bên ngoài của Ghost Freak chỉ là lớp ngụy trang hoặc rất có thể là thứ để người sử dụng kiểm soát sức mạnh của hắn. Nhưng một khi hắn đã phá bỏ được lớp da bên ngoài đó ra, thì sinh vật bên trong là một thứ gì đó vô cùng khiếp đảm. Trong hình dạng thật của mình, Ghost Rick có khả năng nuốt chửng linh hồn của những nạn nhân xấu số, một lần nữa như đã được minh họa bởi tên Z-Scare. Lúc này, những xúc tu trước ngực của hắn không chỉ còn để làm cảnh, mà chúng có thể bắn ra một luồng tia năng lượng cực mạnh. Nếu được chiến đấu ở một môi trường bị bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối, như trong vũ trụ chẳng hạn, thì sức mạnh và quyền năng của Ghost Rick sẽ được đẩy lên mức cực hạn, khiến cho hắn có thể giải phóng được toàn bộ tiềm năng và sức mạnh của mình. Dù mạnh mẽ và quyền năng như vậy, thế nhưng Ghost Rick cũng có cho mình những điểm yếu nhất định. Khả năng tàng hình và xuyên thấu của hắn ta hoàn toàn có thể bị khắc chế một cách dễ dàng bởi những kẻ có khả năng tương tự. Như kiểu thay vì đánh nhau ở dạng vật lý, chúng sẽ chuyển qua đánh nhau ở dạng linh hồn vậy. Có một số những chất nhất định cũng có thể trung hòa khả năng này của hắn ta, ví dụ như chất lỏng màu cam được sử dụng bởi Crab. Dù tương đối mạnh mẽ, nhưng có vẻ như khả năng tàng hình này của Ghost Rick đòi hỏi một sự tập trung cao độ để có thể kích hoạt và duy trì. Do đó, nếu hắn bị đối thủ tấn công hoặc làm cho sao nhãng, thì việc ép hắn biến trở lại hình dạng bình thường là điều hoàn toàn khả thi. Dù là một sinh vật ma quái và vô cùng đáng sợ, Ghost Rick cũng không phải hoàn toàn miễn nhiễm với sự sợ hãi. Điển hình là khi sinh vật này phải đối đầu với giống loài của Topic, hắn tỏ ra vô cùng khiếp đảm khi nhìn thấy thứ bên trong lớp mũ kia. Một điều thú vị là trong khi loài Exonurid cực kỳ kỵ dơ với ánh nắng mặt trời, việc tiếp xúc trực tiếp khiến cho chúng có thể bị đốt cháy khắp cơ thể. Thế nhưng khi Ben biến thành Ghost Rick thì cậu lại hoàn toàn miễn nhiễm với ánh sáng mặt trời, tạo thành một lợi thế vô cùng lớn khi đối đầu với những kẻ cùng giống loài. Và trên đây là những thông tin mà các cậu cần biết về Alien Ghost Rick. Các cậu cảm thấy như thế nào về video này và có muốn bổ sung thêm những thông tin gì hay không? Hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì Way2Way out!